Trước năm 1949, cơ sở hành đạo của Châu Đạo Sài Gòn đặt ở chùa Thái Hòa số 75 đường Cô Bắc, quận 1. Đây nguyên một ngôi chùa của đạo Minh Sư hiến cho đạo Cao Đài, để thờ phụng Chí Tôn và tín hữu Cao Đài quanh vùng về đây, lễ bái vào các ngày lễ, mà cũng là nơi đặt văn phòng khâm Châu Đạo Sài Gòn lúc bấy giờ. Ngày nay, nơi này là một điện thờ Phật mẫu rất khang trang gọi là điện thờ Phật mẫu Thái Hòa. Do nhu cầu đạo sự hộ pháp Phạm Công Tắc đã mua lại một villa kiểu Pháp, tọa lạc trên khuôn viên có diện tích là 931m2, địa chỉ lúc đó là 107 nay là 891, đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Sài Gòn, để đặt làm văn phòng liên lạc, để mỗi khi ông hoặc các chức sắc thiên phong xuống Sài Gòn, thì nghỉ ngơi và làm việc tại đây. Hiệp thiên đài của Thánh thất Sài Gòn gồm 2 lầu chuông, trống, mỗi lầu cao 18m, gồm 5 tầng. Lầu chuông phía dưới có lắp ô thông gió, tạo hình chữ cao bằng chữ Quốc ngữ và chữ Hán, trên đó có 4 chữ bạch ngọc trung đài bằng chữ Quốc ngữ, nhưng không được phép đắp hình quyền giáo tông thượng trung nhiệt như của tòa thánh Tây Ninh, mà thay vào đó là hình mặt trời đang tỏa sáng. Trong lầu có treo một cái chuông lớn gọi là bạch ngọc trung. Đỉnh lầu dưới cột thu lôi có tạc hình cái hồ lô, tượng trưng bửu pháp của Lý Thiết Quả, được cho là tiền kiếp của quyền giáo tông thượng trung nhiệt. Lầu trống phía dưới có lắp ô thông gió, tạo hình chữ đài, bằng chữ Quốc ngữ và chữ Hán, trên đó có 4 chữ lôi âm cổ đài, bằng chữ Quốc ngữ, nhưng không được phép đắp tượng nữ đầu sứ Hương Thanh, như của tòa thánh Tây Ninh mà thay vào đó là hình mặt trăng đang tỏa sáng. Trong lầu có treo một cái trống lớn gọi là lôi âm cổ. Đỉnh lầu dưới cột thu lôi có tạc hình giỏ hoa lam là bửu pháp của Long Nữ, thị giả của Quan Thế Âm, được cho là tiền kiếp của nữ đầu sứ Hương Thanh. Khu vực lối vào chính, phía trước có đúc 4 cột trụ gọi là cột long hoa. Mỗi bên có 2 cột song song, một đắp hình rồng đỏ long, một đắp hình hoa sen, hoa, chạm trổ rất tinh vi, màu sắc rực rỡ, tượng trưng đại hội long hoa, một giai đoạn chuyển kiếp tiến hóa của nhân loại. Để vào đền thánh, người ta phải bước qua 5 bậc thềm, tượng trưng cho ngũ tri đại đạo, và 5 bước tiến hóa của nhân loại theo quan điểm của đạo Cao Đài, người, thần, thánh, tiên, Phật. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện hơn cho việc di chuyển, ngoài ra bạn có thể đến đây bằng xe buýt. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!